Bích Phượng xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện thời sự với Thiên Nga. Kính chào quý khán thính giả. Chương trình này đến với quý vị vào khi các buổi khiêu vũ ăn mừng lễ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã bắt đầu. Giờ này một số đã và đang diễn ra như Deplorable Inaugural Ball, dạ vũ của những người đáng chết, nhạo lời phát biểu của bà Hillary Clinton. Đúng ngọ trưa mai 20 tháng Giêng 2017 mới là lúc ông Donald John Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Theo truyền thống thì trước đó một ngày, tức là hôm nay, Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử tới đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Tiếp đến, chào mừng lễ nhậm chức buổi hòa nhạc chủ đề Make America Great Again với sự tham gia của các nghệ sĩ mang sắc thái đa dạng diễn ra tại thềm Lincoln Memorial. Ông Trump chấp hành một số tục lệ truyền thống của lễ nhậm chức như qua đêm nay tại Blair House. Sáng mai, ông sẽ cùng với gia đình đi lễ nhà thờ tại St. John's Episcopal Church gần đó. Tổng thống còn tại nhiệm Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle sẽ đón tiếp gia đình Trump tại Tòa Bạch Ốc. Họ dùng điểm tâm hay uống trà rồi lên xe đến Điện Capitol. Như truyền thống, lễ nhậm chức Tổng thống được tổ chức tại thềm phía Tây của Điện Capitol, khuôn viên Quốc hội Liên bang. 250.000 người có vé tham dự lễ, xếp hàng qua các chốt kiểm soát an ninh từ 6 giờ sáng. Họ mua vé để được vào gần nơi cử hành lễ. Những người không có vé thì tụ tập suốt National Mall là khuôn viên chạy dài từ Điện Capitol đến Lincoln Memorial để hưởng cái không khí nhộn nhịp của ngày hội lịch sử. Có các nhóm ủng hộ và các nhóm chống Trump trong số khoảng nửa triệu người đó. Các tấm truyền hình to lớn đặt trên cao đưa hình ảnh buổi lễ cho mọi người cùng xem. Tiếng nhạc, lời ca sẽ bắt đầu vang lên lúc 9 giờ 30. Tham gia trình diễn có đoàn hợp xướng The Mormon Tabernacle, ca đoàn của Đại học đường Missouri, đoàn vũ công Rocket của Radio City, ca sĩ Mary Osmond. Quan khách gồm gia đình của tân Tổng thống và tân Phó Tổng thống, các vị thẩm phán của Tòa Tối cao, các nghị sĩ dân biểu lưỡng đảng, giới chức ngoại giao các nước, cùng những khách mời được xếp vào hàng ghế để chứng kiến lễ nhậm chức. Bốn cựu tổng thống là Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama cùng các phu nhân đến dự lễ nhậm chức của ông Trump. Cựu tổng thống George H. W. Bush phải vào bệnh viện nên không tới được. Ca sĩ trẻ Jackie Evanko, 16 tuổi, sẽ trình bày bản quốc ca. 11 giờ 30, các vị lãnh đạo tôn giáo phát biểu và ban phép lành. Ông Michael Richard Pence sẽ tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống trước một chút. Tiếp đến, ông Donald John Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Được biết là khi đọc lời tuyên thệ, ông Trump đặt bàn tay trái lên hai cuốn thánh kinh. Đó là cuốn kinh thánh trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Abraham Lincoln. Cuốn kia là do mẹ ông Trump tặng lúc ông 9 tuổi. Kế đến, tân Tổng thống Donald John Trump sẽ đọc diễn văn nhậm chức. Theo dự đoán, diễn văn này khoảng nửa giờ, trong đó ông Trump chú trọng đến sự đoàn kết của dân chúng, kêu gọi những người chống đối hãy để ông có cơ hội làm việc. Sau đó là cuộc diễn hành từ Điện Capitol qua đại lộ Pennsylvania về Tòa Bạch Ốc. Kỳ này có điều mới lạ là ông Charlie Broadman, người từng cất cao giọng loan báo mở cuộc diễn hành trong 11 lễ nhậm chức trước kia, không đảm nhận việc này vì có người khác là ông Steve Ray được giao cho công tác đó. Trong số tham gia diễn hành kỳ này có ban nhạc của học sinh sinh viên một số trường, các đoàn Nam hướng đạo Hoa Kỳ, cảnh sát các đơn vị, quân đội, các cựu chiến binh. Theo Giám đốc Liên lạc Báo chí trong Ủy ban Tổ chức cho biết, thì cuộc diễn hành chỉ khoảng 90 phút, ngắn kỷ lục. Để vui mừng nhảy múa, thì có hai dạ vũ chính thức và một gala cho giới nhà binh. So với lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu của ông Obama có tới 10 dạ vũ chính thức, thì xem ra kỳ này rất giản dị.
Nhiều nghệ sĩ dự định tham gia nhưng bị những người chống Trump gây áp lực khiến họ phải rút lui. Đối với sự kiện này, ông Trump bảo rằng xem như hồi tranh cử, bà Hillary Clinton đưa bao nhiêu là nghệ sĩ hạng A ra hát, nhưng nào có thắng đâu. Tôi không cần các nghệ sĩ ấy giúp, mà chỉ cần sự tham gia của dân chúng. Số người ủng hộ ông Trump này đã lên đến 20 triệu. Họ đóng góp hơn 90 triệu đô la cho lễ nhậm chức của ông Trump. Số tiền này vượt xa 55 triệu đô la mà những người ủng hộ Obama đóng góp cho lễ nhậm chức của ông ta hồi năm 2009 và 43 triệu hồi năm 2013. Tối mai, tân Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania, tân Phó Tổng thống Mike Pence cùng phu nhân Karen sẽ dự ba dạ vũ chính thức. Ủy ban tổ chức cho hay là giá vé cả ba dạ vũ đều nhẹ nhàng để dân chúng có thể tham dự một cách dễ dàng. Vé tham dự các buổi dạ vũ Liberty và Freedom chỉ 50 đô la so với những dạ vũ của các lễ nhậm chức trước kia bán vé tới mấy trăm đô la. Kỳ này, giá vé thấp như thế để phù hợp với túi tiền của giới công nhân, thợ mỏ, từng ủng hộ nồng nhiệt cho ông thắng cử. Tân Tổng thống Trump cùng phu nhân và tân Phó Tổng thống Pence cùng phu nhân cũng tham dự gala Salute to Our Armed Services của giới nhà binh. Khách mời gồm cả thành phần trừ bị, các first responders là những người đáp ứng đầu tiên vào các tình huống nguy hiểm. Gia đình binh sĩ, thành phần binh sĩ bị thương, cựu chiến binh và các quân nhân đã được trao tặng huân chương danh dự. Gala này có sự tham gia của các nghệ sĩ Tony Orlando và Josh Weathers. Hai buổi dạ vũ Liberty và Freedom thì được nhiều nghệ sĩ trình diễn, trong đó cô đoàn vũ The Rockettes và ca sĩ nhạc jazz Erin Bemme. Tại Liberty Ball, màn khiêu vũ đầu tiên của tân Tổng thống cùng phu nhân sẽ diễn ra trong tiếng đàn, lời ca của bài My Way do Erin Bemme cùng hai nghệ sĩ khác trình bày. Chắc ông Trump chọn nhạc bản này của cố danh ca Frank Sinatra vì lời bà hát rất thích hợp với ông. Ngày mai, dự báo thời tiết ở Washington DC có khả năng 60% mưa. Quý vị ngồi nhà theo dõi trực tiếp trên TV lễ nhậm chức cũng như xem màn khiêu vũ ấy cùng với hàng chục triệu khán giả các nơi. Thoải mái biết bao. Còn những người tới National Mall ở ngoài trời lạnh bao nhiêu tiếng đồng hồ thì cực nhọc quá. Nói đến đây thì Nga nhớ tới bản tin về những portable toilet thường được đặt tại các nơi tụ tập đông đảo cho dân chúng có chỗ giải quyết cái bụng. Dĩ nhiên, quanh nơi cử hành lễ ngày mai cũng cần có các căn phòng khẩn cấp đó. Xưa nay, portable toilet mang tên là Don Jones, mà tên vị tân tổng thống lại là Donald John Trump. Quái oăm thế đó. Vì vậy, nhân viên sở vệ sinh nhận chỉ thị phải dán băng che tên các căn ấy như quý vị xem thấy trong hình. Ngộ thiệt, thì Nga xin tạm biệt, hẹn tái ngộ quý vị vào kỳ tới.